Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ nói tiếp về phần có 200 triệu nên kinh doanh gì hoặc đầu tư gì. Ở phần trước tôi đã đưa ra lời khuyên cho các bạn, đó là mô hình thuê cho thuê lại. Mô hình hôm nay tôi muốn giới thiệu các bạn, đó là trở thành chuyên gia môi giới bất động sản. Đây là mô hình cần rất ít vốn hoặc gần như là không đồng. Tôi có kinh nghiệm hướng dẫn khá nhiều học viên môi giới tạo ra thu nhập mỗi tháng cho bản thân từ 30 triệu đến 50 triệu, trên dưới 100 cho đến 300 triệu trên một tháng. Vậy tại sao công cụ môi giới lại là công cụ mà tôi thường hướng dẫn cho mọi người? Thứ nhất, vốn ít gần như là không có. Thứ hai, có thu nhập cao. Và thứ ba, học tập được kinh nghiệm mà không hề có rủi ro. Tại sao lại như vậy? Sai lầm của nhiều người là mất quá nhiều tiền trong đầu tư bất động sản để đổi lấy kinh nghiệm. Trở thành nhà môi giới giúp bạn có kinh nghiệm nhưng không mất chi phí. Một nhà môi giới bất động sản sau một thời gian làm tích lũy đủ nguồn lực, xây dựng quan hệ, tích lũy kinh nghiệm, vốn có thể trở thành nhà đầu tư thành công. Các công ty môi giới bất động sản sau vài năm thậm chí trở thành chủ đầu tư hoặc là cổ đông với lại các chủ đầu tư khác. Ngược lại, một nhà đầu tư cũng có thể làm thêm công việc môi giới bất động sản. Đôi khi họ chỉ có một khoản tiền nhất định, nếu họ làm một giao dịch họ sẽ hết vốn. Trong khi muốn có kinh nghiệm, bạn cần phải tiến hành thêm một vài buổi giao dịch nữa. Một học viên của tôi là một nhà đầu tư. Một hôm thấy nhà hàng xóm treo biển bán nhà, anh liền hỏi chủ nhà là có muốn anh giới thiệu khách và chấp nhận trả phí hay không. Thì người chủ nhà đồng ý. Học viên này liền vận dụng tất cả các kỹ năng mà tôi đã hướng dẫn và bán được căn nhà, kiếm được hoa hồng là 50 triệu đồng chỉ trong một tuần. Một bí mật mà ít người biết đến đó là tôi thường hướng dẫn học viên lấy phí là 3-5% giá trị tài sản trong giao dịch mua và bán, tính chi phí cả hai đầu giao dịch thuê và lấy cao hơn thông thường. Ví dụ một tài sản là 3 tỷ thì tiền môi giới sẽ đạt là 3%, tức là 90 triệu đồng. Giá 10 tỷ tiền môi giới có thể đạt được là 300 triệu đồng. Sự khác biệt giữa người môi giới giỏi và người môi giới bình thường là bởi họ biết cách đàm phán làm sao để có được hưởng hoa hồng cao. Vậy lý do phải tính phí hoa hồng cao là gì? Bởi họ cần phải đầu tư vào marketing, tiền đi lại, tiền liên lạc và đôi khi cần phải ăn chia với một số đối tác, thậm chí việc chăm sóc khách hàng sau này. Người môi giới yếu kém thường chỉ lấy từ 0,5 cho đến 1% tiền giá trị tài sản. Ví dụ tài sản nó là 2 tỷ thì chỉ được 10 triệu, không đủ chi trả tiền xăng xe, liên lạc, chưa từng nói đến đó là đầu tư vào marketing hay là thu nhập để mưu sinh. Điều quan trọng là biết cách đàm phán để lấy được hoa hồng cao hay không. Mặc dù môi giới có ưu điểm vượt bậc, nhưng một sự thật rằng có đến 70-80% nhà môi giới bất động sản không hề kiếm được tiền. Vậy thì tại sao? Có hai lý do khiến cho bạn học mãi nhưng mà vẫn không kiếm được tiền. Thứ nhất, sai lầm trong tư duy môi giới. Thứ hai, không giải quyết được hai kỹ năng quan trọng là marketing và bán hàng. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại.